ăn thử trái dưa hấu siêu mini để cắn thử trái ăn sống coi ra sao nha. Lắm lắm, ăn sống nó vỏ e cơ mọi người, đem đi xào rồi mới ăn được nha. Cái trái này á thì thường được mấy dì mấy cô mình kêu là dưa hường nè. Dưa hường chính là những cái trái dưa hấu được nhà vườn người ta tỉa bớt để mà dưỡng cho những trái dưa hấu còn lại nó được lớn, nó được ngọt và giòn hơn. Trái dưa hường này mà loại lớn hơn á thì mình ăn sống được nè, nó cũng giòn mát nhưng mà không có ngọt bằng dưa hấu lớn. Còn cái trái nhỏ xíu này thì ăn sống nó dở ghê luôn nha. Tính đem đi xào nhưng mà tôi thấy ở nhà còn một ít giả chai với lại tàu hủ ki cho nên quyết định đem đi kho chai luôn nè. Sau khi mà cháy hành cho thơm lên á thì tôi bỏ tàu hủ ki với lại giả chai vô xào. Xào một lúc cho nó thấm dầu hành thơm thơm béo béo thì tôi cho dưa hường vô xào tiếp. Rồi nêm thêm hạt nêm chai, ít nước tương, đường, bột ngọt, cho thêm chút nước vô để cho dưa nó chín, rồi kho tới khi nước nó sền sệt là ăn được rồi. Cái mùi thơm cực kỳ luôn. Dưa hường đem kho chai xong ăn giòn và ngọt, có thấm thấm chút vị mặn mặn của nước tương, còn cái vỏ cho nên nó hơi nhẫn nhẫn nha. Ai không ăn được đắng đắng nhẫn nhẫn thì mọi người nên bỏ vỏ đi. Mấy ngày chay mà không biết nấu món gì thì thử món này với cơm là tuyệt vời luôn á mọi người.